Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chàng trai quê ngày hôm nay. Thì hôm nay như các bạn thấy đây, đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn thấy hôm nay là mình đang đứng ở trên núi các bạn ạ. Bởi vì do dịch Covid mà mình không dám đi phỏng vấn, sợ phải cách ly các kiểu, người cách người mà. Thế nên là mình không đi phỏng vấn. Hôm nay mình đã đi bộ khoảng 30 phút. Mình đã xe từ mãi đằng chân đằng ở dưới đằng trước kia. Và bây giờ thì mình lên đây này các bạn. Đây. Như các bạn thấy đấy, vải bây giờ thì cũng lớn bằng đầu đũa, cái đầu đũa bé của mình dùng để gắp cơm với các bạn đây. Hôm nay thì sau bao nhiêu ngày mưa ngày nắng thì hôm nay mình đã cố gắng đi lên núi để quay cho các bạn thấy đây, vải trên núi đây, vải trong núi đây, kia là xa xa những con đường đây, đấy. Và minh chứng cho những cái video lần trước của mình là những cái con đường mà của bà con đi bán vải cực kỳ vất vả đấy các bạn, đấy. Kia là bà con đã cố gắng là đổ bê tông tận những cái cung đường kia, dạng như thế kia để bà con đi này. Đấy, các bạn thấy sự vất vả của bà con quê vải Lục Ngạn chưa? Và hôm nay thì mình muốn nói đến một cái vấn đề mà mình rất là bức xúc. Bởi vì mình hôm bữa mình có xem ở trên chương trình VT16, kênh VC16 là kênh của nhà nông các bạn. Thì có quay về Lục Ngạn, có quay là mấy chị ở bên phóng viên chỉ xuống quay là khu vực Chùa Hữu này. Có lên một cảnh ở khu vực xã Tân Sơn mà trong đó có vải sản xuất theo chương trình VietGAP. Thì hôm nay mình có nói rõ hơn là mình rất là bức xúc. Ở đây là mình có một cái vấn đề bức xúc nho nhỏ, đó chính là các chị quay là những cái vườn vải bất những cái vườn vải được mùa dạng quả như này này các bạn. Xong rồi các chị áp dụng cho tất cả những cái vườn vải khác là có trái dạng như thế này, đây các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy đây. Sau đó các chị áp dụng hết cho những cái cây trái vườn có quả như này và các chị nhân rộng hết trên cái toàn bộ của diện tích của huyện Lục Ngạn. Thì mình rất là không ưng ý, tại vì sao? Tại vì có những khu vực đơn mùa, giả sử là chẳng hạn như trên cái đồi này đây, dọc cái tuyến này, máy quay zoom. Đấy, máy quay có thể zoom. Như ở xa xa cho những cái chỗ đỏ đỏ kia, hầu như là không có quả đâu các bạn, toàn là lộc thôi. Thế nhưng mà mắt thường thì mới phân biệt rõ được, hay là ở đằng xa xa, ở hướng kia. Đấy, hướng kia, máy quay cho zoom lên cái dưới kia. Đấy, dưới kia là toàn bộ là lộc hết các bạn ạ, không có quả. Thì các chị chỉ quay ở những cái vườn mà có hoa, có quả, trái rất là sai. Thì các chị lại áp dụng cho toàn bộ, các chị là quy là cái vải Lục Ngạn năm nay tưởng mất mùa, nhưng mà không ngờ lại được mùa đến khoảng 90-95%. Ở những video lần trước mình có nói các bạn đây, hay là các bạn có thấy hình xa xa ở bên kia của mình hầu như là vải xanh hết, chả có quả hay cả đấy. Thì ở những video lần trước mình có nói là quả trái cây ấy, thì hầu như ấy, là chỉ có vườn thì sai nhất là được 90% thật, còn vườn mà không có ấy, thì là chỉ là cái tỷ lệ ra là sẽ được khoảng 50%, còn có vườn thì lại mất trắng đấy. Mà tính tổng diện tích vải được mùa thì nó chỉ rơi khoảng 50-60% thôi, chứ làm gì được đến 90%. Và các chị chỉ quay ở những chỗ cảnh đẹp thôi, các chị đâu có được lên núi, các chị có quay hết tất cả những núi đây, máy quay có thể quay ở những kia đấy các bạn có thấy không? Cả một cỏ lối to đùng đấy, đấy các bạn có thấy không? Núi xa cả mà đằng bên kia xa tít xa tắp bên kia núi, hầu như là có những vườn thì được khoảng 90% thật, có những cái vườn thì hầu như là không được, hay là như đằng phía này của mình đấy các bạn thấy không? Vườn cây nó đỉnh núi rồi đấy các bạn thấy không? Đằng sau của mình đấy, mà các chị lại vu quy cho là vải Lục Ngạn năm nay tưởng mất mùa nhưng không ngờ được mùa 90% và chỉ lo mất giá thôi. Vấn đề giá cả thì mình đến bây giờ trái vải lớn này rồi thì bà con ở quê mình cũng lo lắng đó các bạn ạ. Không biết là dịch thì mỗi một ngày ở nước ta lại tăng thêm khoảng 5 ca nhiễm mới, người khỏi có khỏi nhưng mà lại tăng thêm 5 ca nhiễm mới và tiếp tục là cách ly toàn xã hội, thì không biết là từ dần lúc đấy không khí nóng lên thì không biết là bệnh đường hô hấp có được cải thiện hơn không. Tại vì nếu mà không cải thiện thì không biết là thương lái Việt hay là thương lái tàu sẽ về mua. Bà con quê mình rất là lo lắng. Chăm thì vẫn cứ chăm thôi. Đây vẫn đi phát cỏ này các bạn. Đây các bạn có thể thấy đằng sau mình này. Đây là các bà con vừa hôm qua phát cỏ. Đấy.
Đây, các bạn có thể thấy ở đằng xa kia của mình những vườn vải, những cái vườn vải xanh lét kia là hầu như là không có quả nào các bạn. Hay là đằng xa xa kia, đấy cũng có một con đường 3,5 m ở đằng đường bên kia đây các bạn. Đấy, các bạn có thấy không? Đằng xa xa này kìa. Và hầu như là vải chỉ được, nếu tính trên tổng diện tích thì khá lắm được 50-60%, thậm chí là chỉ được nửa 50%, non nửa thôi. Đấy là tính từng khu vực xã, còn nếu không thì có thể ít hơn. Đấy, video hôm nay thì mình có cho chỉ cho các bạn thấy là đây, vải thì đã được bằng này rồi. Vải, đây là vải 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 thiều chính vụ nha các bạn. Đấy, vải thiều chính vụ được bằng này. Còn không biết là vải như các nhiều các bạn hỏi là vải sớm thì bao giờ được thu, thì vải sớm sẽ là đầu tháng 5 các bạn, vải ra nhà u hồng ấy. Còn cái vải muộn này thì sẽ là cuối tháng 5 đầu tháng 6 sẽ được thu. Đấy, thì mình muốn gửi gắm thay lời cá nhân của mình cũng như là bà con của Lục Ngạn muốn gửi đến, nếu mà các chị ở trên VC16 hoặc là các chị có đi lấy tin tức trên các báo, các chị mong sao các chị có vả thì các chị hãy đi lên khu vực núi của bà con, đi đường vất vả này, để các chị thấy là vải của bà con trên này có được không, chứ các chị cứ ở những cái vườn nào, các chị cứ ở những cái vườn nào mà cây trái được mùa toàn bộ 100%, các chị lại nhân ra toàn bộ diện tích của Lục Ngạn đều được mùa như thế thì các chị sai hết các chị ạ. Nếu mà các chị có tâm mà các chị đã về Lục Ngạn thì các chị hãy đi tất cả những cái vườn để rồi các chị thấy những cái gì mà đẹp nhất hay là những cái gì mà thực tế nhất thì để các chị cho lên tin tức để cho bà con Lục Ngạn, mong sao là những cái tin tức thật sẽ đến với những cơ quan chức năng cũng như là các bà con của các tỉnh trong cả nước phải làm mình biết về cây trái Lục Ngạn, chứ không lúc nào cũng là năm nào cũng được mùa với lại được giá toàn giá đắt thôi, là bảo dân Lục Ngạn giàu lắm thế này thế kia. Nói chung là có tiếng không có miếng các bạn ạ. Còn video của mình hôm nay, mình đang cố gắng lên đây đứng trên đỉnh núi này, không quay rõ từng cây vải, chỉ quay mỗi cây vải gần mình nhất thôi. Mình đang quay cái tổng thể như này, mong các bạn ủng hộ nha các bạn. Và bây giờ thì video của mình xin kết thúc và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, thích, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nhiều hơn nha. Còn bây giờ thì như các bạn thấy đấy. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.